thưa quý vị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư thành ủy trưởng ban chỉ đạo thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực nguyễn văn quảng vừa chủ trì phiên họp thứ hai của ban chỉ đạo thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực nhằm đánh giá kết quả công tác của ban chỉ đạo thành viên ban chỉ đạo và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra và cho ý kiến đối với nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến cùng dự có ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố lương nguyễn minh triết và các thành viên ban chỉ đạo Phiên họp lần này, Ban chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện công tác lãnh đạo chỉ đạo từ phiên họp thứ nhất đến nay của Ban chỉ đạo và ba cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo, nhất là 6 vụ án vụ việc thuộc diện theo dõi chỉ đạo đã có nhiều chuyển biến mới. Chỉ đạo tháo gỡ nhiều vướng mắc khó khăn trong công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự, qua đó đã nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử thi hành án, góp phần ổn định dư luận xã hội, pháp luật thực thi nghiêm minh kịp thời. Ban chỉ đạo đã thông qua chủ trương ban hành quy định về kiểm tra giám sát và chương trình công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo. Theo đó, trong năm 2023, tập trung chỉ đạo các lĩnh vực nhiệm vụ chủ yếu như việc ban hành quy định về công tác kiểm tra giám sát của Ban chỉ đạo, tiếp tục chỉ đạo ra soát đôn đốc tiến độ xử lý các vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo thành phố theo dõi chỉ đạo, tiến độ thực hiện các kết luận thanh tra kiểm toán và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi kết luận thanh tra kiểm toán, tổ chức sơ kết các chỉ thị nghị quyết của trung ương và ban thường vụ thành ủy về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và về công tác xử lý đơn thư liên quan tham nhũng tiêu cực. Bên cạnh đó, ban chỉ đạo cũng tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành bộ tài liệu tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, chỉ đạo giám sát trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong cơ quan tổ chức theo tinh thần hướng dẫn số 25 ngày 1 tháng 8 năm 2022 của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực ban chỉ đạo đánh giá cao công tác chuẩn bị của thường trực ban chỉ đạo và cơ quan thường trực ban chỉ đạo là ban nội chính thành ủy ghi nhận và đánh giá cao vai trò kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên ban chỉ đạo đã góp phần vào kết quả chung của ban chỉ đạo trong một năm qua